Giá heo hơi hôm nay ngày 14 tháng 5 tăng giải sắc tại nhiều nơi trên cả nước. Giá heo hơi hôm nay ngày 14 tháng 5 điều chỉnh tăng 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg so với cách nay 2 tuần. Giá heo hơi tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng thêm khoảng 1.000 đến 3.000 đồng mỗi kg nhưng vẫn chưa đảm bảo cho người chăn nuôi heo có lời. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng nhiều nhất là 2.000 đồng mỗi kg. Thị trường heo hơi miền Bắc tăng từ 1.000 đồng mỗi kg đến 2.000 đồng mỗi kg tại hầu hết các địa phương. Theo đó, một loạt tỉnh thành như Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nam, Vĩnh Phúc và Ninh Bình giao dịch chung mức 56.000 đồng mỗi kg, tăng 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg so với hôm qua. Sau khi tăng 2.000 đồng mỗi kg, Thương lái tỉnh tuyên quang và thành phố hà nội hiện thu mua heo hơi lần lượt với giá 57.000 đồng mỗi kg và 58.000 đồng mỗi kg. Các địa phương còn lại không ghi nhận biến động mới trong ngày hôm nay. Giá heo hơi hôm nay tại miền bắc giao động trong khoảng 56.000 đến 58.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại bắc giang là 56.000 đồng mỗi kg, tiền bái là 56.000 đồng mỗi kg, lào cai là 56.000 đồng mỗi kg, hưng yên là 57.000 đồng mỗi kg. Nam Định là 56.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 56.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 56.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 56.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 56.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 56.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 58.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 56.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 57.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung tây nguyên tương đối ổn định. Thị trường heo hơi miền Trung Tây Nguyên nhìn chung khá lặng sóng trong hôm nay. Hà Tĩnh tiếp tục giữ vị trí cuối bảng khi thu mua heo hơi với giá 54.000 đồng mỗi kg. Nhìn hơn một giá, năm tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Ninh Thuận đang giao dịch ở mức 55.000 đồng mỗi kg, đi ngang so với hôm qua. Riêng hai tỉnh Thanh Hóa và Lâm Đồng tăng 1.000 đồng mỗi kg, lần lượt có giá là 56.000 đồng mỗi kg và 58.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung. Tây Nguyên dao động trong khoảng 54.000 đến 58.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 56.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 56.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 56.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 57.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 55.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 55.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 55.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 55.000 đồng mỗi kg. Khánh Hòa là 56.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 58.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắc là 56.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 55.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 58.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam tăng 1.000 đồng mỗi kg. Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh tăng giải rác tại một vài nơi trong khu vực. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Tây Ninh, Đồng Nai và Vũng Tàu nhích nhẹ 1.000 đồng mỗi kg lên khoảng 57.000 đến 58.000 đồng mỗi kg. Mốc giá cao nhất khu vực hiện tại là 61.000 đồng mỗi kg, ghi nhận tại An Giang sau khi tỉnh này điều chỉnh tăng 1.000 đồng mỗi kg. Bình Phước, Bình Dương, Vĩnh Long và Kiên Giang tiếp tục thu mua tại mốc 56.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giao động trong khoảng 54.000 đến 61.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 56.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 58.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 57.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 56.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 57.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 58.000 đồng mỗi kg, Long An là 54.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 57.000 đồng mỗi kg, An Giang là 61.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 56.000 đồng mỗi kg. Cần Thơ là 55.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 56.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 57.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 57.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 57.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 57.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 57.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 57.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 57.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi tăng do lượng heo hơi tới lứa xuất bán tại nhiều địa phương đang giảm so với trước. Người dân giảm nuôi, giá heo hơi đang ở mức từ 56.000 đến 58.000 đồng mỗi kg, cao hơn khoảng 7.000 đến 8.000 đồng mỗi kg so với hồi đầu năm 2022, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 12.000 đến 13.000 đồng mỗi kg so với cùng kỳ năm 2021. Theo nhiều hộ dân chăn nuôi heo, do thời gian qua giá thức ăn công nghiệp phục vụ chăn nuôi heo và nhiều chi phí đầu vào tăng lên ở mức cao nên để nuôi một con heo đạt 100 kg, người chăn nuôi phải bỏ vốn từ 5,5 đến 6 triệu đồng. Trong đó, chi phí tiền thức ăn khoảng 4,2 đến 4,5 triệu đồng, tiền con giống khoảng 1 đến 1,2 triệu đồng, thuốc thú y ít nhất 100.000 đến 200.000 đồng mỗi con. Do vậy, người chăn nuôi heo vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi gần đây giá nhiều loại thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng thêm từ 10.000 đến 15.000 đồng mỗi bao 25 kg theo báo Cần Thơ. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay đồng loạt tăng tại nhiều địa phương, hiện tại Giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 54.000 đến 61.000 đồng mỗi kg.